Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay 15 tháng 3, hiện tượng sương mù sẽ xuất hiện trở lại ở các tỉnh thành miền Bắc, trong khi tại phía Nam chuỗi ngày nắng ráo sẽ kéo dài tại Tây Nguyên và Nam Bộ. Cụ thể Bắc Bộ do không khí lạnh suy yếu, đới gió đông nam ẩm hoạt động mạnh đưa ẩm từ biển vào khu vực đất liền nên trời nhiều mây hơn. Hiện tượng sương mù xuất hiện vào đêm và sáng, tập trung ở các tỉnh thành ven biển Đông Bắc. Đến trưa chiều trời giảm mây hửng nắng gián đoạn ở các tỉnh Đông Bắc Bộ, nhiệt độ lại có xu hướng giảm nhẹ xuống còn 23 đến 26 độ. Với các tỉnh thành phố khu vực phía Tây Bắc Bộ như là Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, ảnh hưởng của gió đông nam ẩm không đáng kể, trời vẫn có nắng với mức nhiệt ngày duy trì ở ngưỡng 25 đến 28 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Không khí lạnh yếu đi, ở miền Trung mưa đã giảm nhanh, trời chuyển nắng trở lại với nhiệt độ toàn miền Trung đều tăng thêm từ 2 cho tới 3 độ, cao nhất trong trưa chiều nay tại khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tăng lên 26 đến 28 độ. Khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi, nhiệt độ 27 đến 29 độ. Còn tại khu vực Bình Định đến Bình Thuận, nhiệt độ cao 29 đến 32 độ, trời nắng ấm. Với các tỉnh thành thuộc khu vực phía Nam, thời tiết của Tây Nguyên và Nam Bộ gần như trái ngược nhau. Với khu vực Tây Nguyên do điều kiện địa hình cao nguyên nên nhiệt độ vẫn ở mức mát mẻ 28 đến 30 độ, thì tại khu vực Nam Bộ nằm trong khối không khí ổn định, trời nắng mạnh từ sớm, nền nhiệt cao nhất đồng loạt tăng lên 33 đến 35 độ. Nóng ở miền Đông Nam Bộ từ cục bộ đến mức diện rộng với ngưỡng nhiệt phổ biến 35-36 độ. Trên biển, tại khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, sáng nay tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Với khu vực huyện đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc hạ xuống còn mức cấp 4, cấp 5, trời không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Đến đây bản tin thời tiết sáng 15 tháng 3 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.